cái gì không có báo hiệu cho mình biết được. Nhưng có biết trước đây đó là quý vị phải thấy tại sao báo cho mình biết là như vậy, làm ăn khó khăn nè, rồi đau ốm không biết bệnh gì nè, rồi thế giới chiến tranh nè, đó là cái điềm báo đó, cái điềm báo cho mình biết mà mình không có quan tâm tới, chứ không phải là mà ập xuống một cái là chết đâu người quý vị. Đó là cái điềm báo báo cho mình biết thời cuộc sắp đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con kính lễ Phật, con kính lễ thầy. Dạ con mến chào cô Năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Cô chào bà con trên cộng đồng. Cô chào Dương Cầm. Dạ con chào cô Nam Năm. Nam mô Di Đà Phật. À, dạ thì hôm nay đến đây để nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp cho bà con cùng tu cùng tiến trong màn ngày. Thì trước khi chia sẻ thì có hai mạnh thường quân, đó là chị Châu ở Đồng Nai gửi cô Năm 2 triệu là phát gạo ha. Và kế nữa là chị Khánh Ngọc ở Hà Tiên gửi 3 triệu để cô Năm phát gạo. Hai vị này là 5 triệu. Dạ con phát gạo không ha? Phát gạo không. Cô cũng cảm ơn hai mạnh thường quân của cô, một cô ở Hà Tiên, một cô ở Đồng Nai ha. Dạ. Thì cái số tiền đây thì cô thì hai mạnh thường quân gửi cho cô là nói mua gạo. Thì cô cũng dùng vào để mua gạo trong cái tháng 7 này. À, cho để hồi hướng công đức cho cái quyền thất tổ cũng như mùa Du Lan báo hiếu, thì hai mạnh thường quân gửi tiền về đó cũng đúng để hồi hướng cho cái quyền thất tổ được siêu thoát. Thì cô cũng rất cảm ơn hai mạnh thường quân. Trong khi á hai mạnh thường quân gửi tiền này để mua gạo cho bà con nghèo, thì cô cũng thay mặt cho bà con nghèo ở trong cái đất nước Việt Nam của mình, cô thay mặt bà con cũng rất là cảm ơn là hai mạnh thường quân của cô. Là thứ nhất là hai mạnh thường quân cũng được hồi hướng công đức cho ông bà. Thứ hai là các những người khó khăn trong cái năm này rất là khổ, rất là khó khăn, nên làm ăn cũng kinh tế cũng rất khó, mà có được cái số tiền này thì mua gạo cho bà con nghèo thì rất là đúng với cái ý nghĩa của cái mình hồi hướng cho của quyền. Mà trong cái mùa Du Lan tháng 7 thì cũng còn tháng 7, bữa nay 24, nay 23, thì cũng còn trong 7 ngày nữa mới hết cái tháng 7. Thì cô cảm ơn Nam mô Di Đà Phật. Dạ, mô Phật. Rồi cảm ơn hai vị mạnh thường quân, đó là chị Châu ở Đồng Nai và chị Khánh Ngọc ở Hà Tiên ha. Hai người gạo hết. Dạ, phát gạo hết. Rồi thì con có đoạn giảng này thì cũng nhờ cô Năm chia sẻ ha. Dù lâu lâu thì mình hỏi lại đoạn giảng thầy, đôi khi cũng có hỏi rồi nhưng mà nó thời điểm nó đúng cũng là một điều hay để bà con ta thức tỉnh hết cô Năm. Trong sấm giảng thầy có nói là no chiều rồi lại đói mơi, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây, khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháo gạo đỡ già tháng ngày trôi qua, nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành chi chí mới là liễu mai. Dạ. Cũng như ý thầy nói á, cái thời kỳ này á thì làm ăn nó cũng rất khó khăn, mà cái bệnh là bệnh trời nó chỉ gọi lại đói mai, là có nghĩa là cũng như cái màn trời, cũng như đến cái ngày là đến cái thời kỳ mà đến cái thời kỳ hạ nguyên đó, thì phải nó đủ thứ việc nó mới chuyển qua đến là hội luân qua. Nên là thầy nói no chiều và đợi đói mơi đó, làm ăn thì bây giờ rất là khó, kinh tế cũng khó khăn, công ty thì làm rất là ít, công nhân là thất nghiệp rất nhiều, rồi thêm gì là bệnh bệnh trời, là đây là bệnh trời, là không phải có nghĩa là cô nói không phải là trời mà không thương chúng sanh, và cũng không phải là không thương chúng sanh, nhưng mà đến cái thời kỳ để mà phải lập lại cái đời thánh đức và lập lại cái hội long qua thì phải sàng lọc đói đau, rồi làm ăn kinh tế khó khăn, là nó đủ thứ chuyện nó mới dồn dập đến cái ngày mà tận diệt. Chứ còn bà con nghĩ đi, nếu bây giờ mình mà làm ăn kinh tế nó phơi phới như hồi mấy năm trước, mười mấy năm trước,
một 20 năm trước á, thì nó đâu có đến, đâu có rồi biết chuyện nào mới lập cái hội hôm qua, mới lập lừa, mới cạn kiệt lại. Nên bây giờ là cạn kiệt như cái hồ mà như một cái ao cá đi. Yeah. Rồi mình tát, mình tắt dần dần, khi mà nó cạn rồi thì mình mới bắt con cá lên được. Thì trong bây giờ, trong khi đây á, là cũng như cái ao, một cái hồ cá mà mình đang tát ra, đang tát từ đang tát ra thì mấy con cá nó sắp sửa nó sẽ chết đó. Con người mình cũng giống như vậy, bây giờ không phải là làm ầm một cái, như là một cái hầm cá đang tát nước ra, thì mình chuẩn bị tinh thần, giống như mấy con cá nó chuẩn bị tinh thần, một lát khô thì nó sẽ bị lên là hành hình. Thì đây là cái màn cạn kiệt, thì chúng sanh mình nó cũng giống như vậy, của dí như vậy đó hen, là nè đau rồi bệnh trời, đâu có nghĩa là bệnh trời là không biết bệnh gì á, rồi làm ăn không được, tiền bạc không có thì phải đói. Bởi vì thầy mới kêu mình ăn cần ở kiệm năng mà lo tu. Nên bây giờ mình biết cái thời cuộc nó như vậy, mình thứ nhất là ăn cần ở kiệm đặng mình tu. Mình tu đây là tu tâm, tu tánh, tu cho sửa tâm tánh cho hiền lương nhân ái, chứ không phải là tu đây mà vô chùa hay là cạo đầu xuất gia. Thế cái mạng kỳ chót này đó, thì mình cũng phải biết cái lời của thầy nói, thì nó sẽ diễn ra cái cảnh này đó. Bây giờ bà con thấy đi, công ty đó bây giờ thất nghiệp rất nhiều, làm ăn nói chung là tất cả những gì đó hen, từ làm ăn nhỏ lớn gì cũng ế ẩm chân, chứ không phải như hồi xưa là bán đắt ù ù hen. Lớn thì khổ lớn, nhỏ thì khổ nhỏ đó. Nên mình phải cần kiệm, ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu, sốt sắng chuyên tâm để mình tu niệm, để mình mới còn sống sót lại trong cái kỳ chót. Còn nếu mà mình buông lung theo cái tư tưởng của mình, là nói là cũng như là không có là nhân quả, là cũng không có đời tới, em có nghĩa là cũng nói là không tin gì hết, thì mình sẽ gặp một cái thê thảm đến, là Phật nói là phải đến, nhưng nó đến từ từ, cũng giống như bây giờ con chạy chiếc xe là 7 chỗ, mà con đi thành phố thì nó là 6 tiếng đồng hồ, mà con đi chiếc xe Honda là con phải đi 10 tiếng, con chạy chậm, thì nó kéo dài cái thời gian ra. Nó phải đến cái được mục đích, điểm đích của mình, nhưng mình biết tu thì mình đến cái điểm đích mình được chấm vào hạng nhất. Còn mình mà không có tu, mình cũng đến cái điểm đích nhưng mà lọt xuống dưới. Nhưng mình lo mình đi sau cùng ta thì mình phải rớt vậy. Đó. Nên là bà con phải biết đây là một cái chuyện là cơ trời đã đến. Thì thầy cũng nói nè, phong ba nay đã hết đời, nó hết cái cuộc đời này rồi, nó không có còn lâu. Nên là mình phải biết hết đời là như thế nào, hết đời để mình làm cái gì. Hết đời thì mình phải lo tu, tu tập, rồi mình hạch tiện hạch tận, ăn ngay ở thật, hiền lương nhân ái để mình tu. Đó, thì mình mới còn được sống sót trong cái hội này. Còn nếu không nữa hen, thì quý vị thấy đi, tới đây đó bệnh nè, bệnh rồi thầy cũng nói, bệnh nhiều chứng dị kỳ khó kể, không có biết, bác sĩ không biết bệnh gì luôn. Nên là đem vô thì cũng chích thuốc cho nó giảm đau được, chứ không biết căn bệnh về để mà trị thì cũng chết. Mà bây giờ là năm tháng này là cũng chết rất nhiều, mà cô nói nhiều quá thì bà con cũng cho cô là hù, mà cô nghĩ là cô hù bà con để làm cái gì. Đây là cô nói bằng cái tấm lòng, cái chân thật và cái sự biết của cô được biết, là cô mới chia sẻ lên để cho bà con biết, để mà mình tu cho nó kịp. Mình tu, thầy nói tu gấp gấp, nếu không kẻo trễ chừng đối đầu có kiếm điên khùng. Thì bây giờ cô biết được, mà nếu cô không có chia sẻ lên cho bà con để tu cho kịp thì cô cũng có tội. Nên là cô cũng chia sẻ lên đây những cái gì mà cô biết, để mà cô nói ra thì cho bà con nhận xét được mình phải tu cho gấp gấp. Đó, nếu không kẻo trễ, thì thầy đã nói cái câu đó gọi là phải có chứ không phải là không.
Nên bây giờ mình cứ bởi vì bây giờ bà con suy suy nghĩ đi, thầy nói là có hết trơn chứ không phải không. Thầy nói mình tu mình suy nghĩ từng nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương, là có nghĩa là những lời của thầy nói mình phải suy nghĩ từng câu từng chữ, rồi mình nghĩ cái câu đó thầy nói rồi cái năm nay có đáp vô cái câu đó hay không đó, nên mình mới biết được. Chứ còn mà quý vị mà nghe lớp qua rồi là quý vị cũng không có hiểu đâu. Nên là thầy mới nói một cái câu này đó thì mình gán mình suy nghĩ coi, rồi phải suy nghĩ từng nét dấu của thầy thì mình mới hiểu ra là thầy mình nói cái gì, rồi cái năm nào mình biết mình để trong đó để mình tu cho nó kịp. Nó nên là quý vị phải biết trong kỳ ba chiến chót này nó rất là thê thảm lắm, chứ không phải bình yên gì đâu. Bây giờ quý vị thấy đi, bây giờ mình nhìn thấy bây giờ không có tu đi, cái người bình thường mà cái người làm ăn kinh tế đó bây giờ người ta cũng than gian dữ lắm, làm ăn cái gì nó cũng nói chung là tất cả nhỏ lớn đều nó ế hết trơn luôn á, chứ không phải như mà hồi đó đâu. Hồi đó làm là chính bản thân cô, hồi đó cô bán cái là vật liệu xây dựng là một ngày cô lời là mấy cây vàng, mà bây giờ hỏi liền quý vị bây giờ đang bán kinh tế đó cô có lời được mấy cây vàng giống hồi xưa không? Đâu có đâu, lệch lắm. Nên là thời cuộc nó ngày nó sắt lại, một ngày nó cạn lại, giống như cái lu mà quý vị chứa nước một năm thì nó giật, nắng nó bị giật một chút, một năm nó giật một chút mà 10 năm nó sẽ cạn. Thì cuộc đời mình đây thì nó cũng cạn kiệt giống như một cái lu mình chứa nước. Bây giờ quý vị không tin, quý vị múc cái lu nước quý vị để đi, quý vị đậy nắp lại kỹ lưỡng đi, một năm nó sẽ giật một miếng. Bây giờ cái sức nóng nó hút nó giật xuống thì ngày lâu ngày nó cũng phải giật. Thì cuộc đời của mình hiện tại bây giờ đó, chúng sanh mình đang sống trong cái cõi ta bà này cũng cạn kiệt dần theo năm tháng đó. Mà trong cái năm tháng này á mà mình không biết tu tập thì rất là uổng. Mình phải biết tu tập, rồi mình phải nhận xét cái lời của thầy nói để mình tu tập cho nó đúng cái giáo lý của thầy dạy mình, thì để đến cái hậu Long Hoa thì mình được vào giữa hội Long Hoa là mình rất là sung sướng biết bao nhiêu. Còn mình không có suy nghĩ, rồi mình không có nhận xét ra để mình tu tập, mình cứ thả cho cái dòng đời á, là ăn diện rồi xài phí xa hoa, không có biết cái hậu hủ về sau. Thì thầy cũng nói đó, rất là nếu quý vị nào mà có cái tâm tu biết đạo đức thì phải suy nghĩ để mình tu tập cho nó kịp, còn không thì quý vị thấy cái cảnh khổ nó kề một bên chứ không có xa. Đó. Là Phật thầy ông nói là sát một bên lưng rồi, mình xây qua là đụng nó, mình không xây mình ngó trước qua là thôi, mình xây qua là đụng nó liền. Nên là quý vị bây giờ phải tu tập suy nghĩ từng nét dấu, chuyên chú nghĩ si từng nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương, có nghĩa là mình tu mình phải hiền, rồi mình phải biết làm phước làm hiền đó, phải buông bỏ những sân si hờn giận. Đó là thầy cái câu thầy nói cố công mà gìn giữ tánh thuần lương, có nghĩa thuần lương là có nghĩa là tâm hiền lương hòa nhã hòa đồng đó. Lương là hiền lương nhân ái đó, nên là cái câu của thầy nói là mình phải chuyên chú mình phải nghĩ si, rồi mình mới nhận ra được là thầy dạy mình như thế nào để mình học theo. Chứ còn quý vị bây giờ cái mạng nó rất là cạn kiệt, mà nếu mà cô á lên clip thì cô cũng nói hoài nó rất là nhiều, mà có quý vị thì nói cũng nghe cô nói hoài cũng có bao nhiêu, mà cái cuộc đời nó cũng có bao nhiêu thì mình cũng phải nói bao nhiêu đó, chứ giờ mình nói thêm khác đâu có được. Đây là cô nói rồi cô nhắc đi nhắc lại để cho những quý vị nào đó nghe rồi phải nhận ra, rồi không hiểu cứ nghe nữa cứ nhận ra cái cuộc đời nó đã vốn dĩ như vậy rồi, mà bây giờ cô nói khác không được, nó đã sắp màn sắp lớp cũng như một cái tuồng cải lương, cái màn một mở màn ra thì cái cảnh đó, mở cái màn hai thì cái cảnh hai, mở cái màn ba cảnh ba, thì mình phải nói cho nó đúng với cái thời cuộc vốn dĩ nó đã như vậy rồi, mình nó khác không được. Không lẽ bây giờ cô nói nha quý vị ơi, bây giờ quý vị cứ ăn chơi sung sướng không có gì đâu, cô nói không được. Tại vì là trong á
sấm giảng thầy cũng có nói rồi, mà mình là người tu thì mình phải nhận xét cái lời của thầy. Đó, thầy nó cận kề rồi, sát một bên rồi, rồi là tới đây là bệnh, bệnh là thiên thiên tai nè, sụp đất nè, lốc xoáy nè, rồi là cái đó là thiên tai, là cảnh vật bị lốc xoáy, rồi cái đó là do thiên, thiên là trời, thì mình không tu cái vùng nào đó thì lốc xoáy chỗ đó, cũng là không tu thì đất sụp chỗ đó. Nó cũng như con người mình có tu, cái vùng này không có bệnh, còn cái vùng kia không có tu thì bệnh, bệnh dịch, bệnh hoặc là bệnh gì không hiểu, có khi ngã ngang chết, có khi nhập viện bị lũng phổi, mình thấy không hoài chứ tự nhiên nhập vô viện cái nói phổi nát hết rồi đó. Nhưng vậy là bác sĩ có khám nghiệm ra được không? Thí dụ như cái người bệnh phổi đi, cũng ở nhà cũng phải ho, mà không có ho không bệnh như tự nhiên ấy, mệt nên nhập viện chở vô phổi nát hết, chứng kiến là đệ tử của điện cho tôi đó. Bởi vì không có báo hiệu cho mình biết trước được, giống như cái thời cuộc cũng vậy, không có báo hiệu cho mình biết được. Nhưng có biết trước đây đó là quý vị phải thấy tại sao báo cho mình biết là như vậy, làm ăn khó khăn nè, rồi đau ốm không biết bệnh gì nè, rồi thế giới chiến tranh nè, đó là cái điềm báo đó, cái điềm báo cho mình biết mà mình không có quan tâm tới, chứ không phải là mà ập xuống một cái là chết đâu quý vị. Đó là cái điềm báo, báo cho mình biết thời cuộc sắp đến là phải làm ăn rất khó khăn, rồi tất cả những gì được có là báo, điềm báo, điềm báo cho mình biết tới đây nó sẽ khổ đó. Nên mình phải nhìn ra cái thế giới rồi mình thấy đi. Nói như các mạnh thường quân của cô mấy năm trước làm ăn nói chung người ta cũng đỡ, thì người ta gửi về Việt Nam mình cũng giúp cho bà con nghèo cũng rất nhiều. Như năm nay cô thấy các mạnh thường quân của cô cũng yếu lại, là có nghĩa là ta làm ăn cũng khó khăn, kinh tế cũng khó khăn, từ trong nước đến ngoài nước đều giống nhau hết. Bởi vì thầy mới nói khắp cái thế giới cửa nhà tan nát đó, cùng xóm làng thế thất quảnh hiu, là khắp thế giới chứ không có riêng biệt nước Việt Nam mình, cũng không có riêng biệt nước ngoài, châu Âu, châu Á đều giống nhau hết, cũng bầu trời vũ trụ của cha mẹ tạo ra. Nên là mình phải biết cái thế giới đã bị ảnh hưởng vậy rồi, rồi cái Việt Nam mình á là cũng làm ăn khó khăn, là cũng như một cái điềm báo cho mình để mình biết tới đây sẽ khổ, mà mình không có biết, mình cứ nghĩ là cái gì đâu, chứ không phải là cái điềm, cái điềm đó là cái điềm báo cho mình biết tới đây sẽ khổ, rồi phải đau, đau đói liệu cơn nhà gách, đó đủ thứ chuyện luôn. Mà quý vị không thấy đi từng bước, từng bước rồi đó, đi từng bước chứ không phải là đi một cái ạp đó nghe quý vị, đi từng bước biết chi không. Cha với mẹ với Phật cũng ở trên nhìn xuống mà thương chúng sanh, để cho đi từng bước, để cho chúng sanh mình nhìn thấy mà thức tỉnh mà tu, cũng như là đang chờ mình tu đó, đang vớt mình để làm những cái cảnh tượng gì đó, để cho chúng sanh thức tỉnh tu. Mà không có thức tỉnh ít lắm, có mà rất là ít. Chứ nếu mà cha mẹ, Phật tổ, Phật thầy, Đức thầy không có thương chúng sanh thì dùng cái phép màu thì lập lại cái đời thương cho nó chết hết. Nhưng mà đây là lòng từ bi của Phật đối với chúng sanh, thương tất cả mọi người, thương tất cả chúng sanh. Con của cha của mẹ đã cho xuống trần đây để cho nó biết tu, nó biết lập cái cuộc đời tốt đẹp, nó biết lập cái nhân đức, cái hiền tượng nó, để mà nó trở lại cung đình. Nhưng mà bây giờ nó xuống trần này, nó không có biết lập công bồi đức, nó không có biết tu hiền, thì bây giờ đang ở trển mà trông chờ mong mỏi cho nó biết quay đầu để mà vớt nó lên đó. Nên là làm cho chúng sanh khổ từng bước để cho nó thức tỉnh, nó tu. Mà bây giờ nó cũng chưa thức tỉnh, nên là cuối cùng, cuối cùng rồi thì phải lọc lừa ra những đứa nào có tu, những đứa nào không tu đó, những người nào có tu, những người nào không tu, rồi nó mới lựa ra, mới lọc lại. Chứ bây giờ nếu mà không có lựa lọc ra thì những người tu
cũng chịu chung số phận với người không tu sao? Đó nên là phải lọc lừa ra, sàng sảy ra. Đó nên là quý vị phải biết cha mẹ, chờ Phật, tổ Phật thầy, đức thầy, mong mà chờ, mong mỏi mình từng giây từng phút để mình tu đó quý vị. Như quý vị đó hen, mà ở trên không có thương, bề trên không có thương rồi, quý vị trong giây lát thôi, trong giây lát bây thầy nói nè, nẻo thạnh si như thể tên bay, đường dinh nhục của mai có một lát, một giây thôi là trái đất đã hoàn toàn không còn gì hết. Nhưng mà Phật không nỡ lòng nào làm như vậy, để cho chúng sanh mình nó tu từ từ, có đứa nào nó sửa được nhiêu sửa, có người nào sửa được bao nhiêu sửa, rồi còn bao nhiêu mà nó cứng đầu không được thì mới lúc đó mới là dùng cái phép phải lập lại thượng quan. Nên quý vị đây là cô cũng chia sẻ rất là kỹ lưỡng cho quý vị biết, mình tu đây đó, trong cái màn ba chiến chớp này mình tu cư sĩ tại gia nó rất là dễ luôn. Vì mình mằn cực khổ mồ hôi nước mắt của mình, có một đồng mình ăn một đồng là mình tu trọn vẹn. Tu thì mình biết ăn chay niệm Phật, làm hiền làm lặng, chứ có gì đâu mà khó, không có gì là khó. Không có là ganh tị ai, cũng không hại ai. Việc mình làm ngay thẳng, rồi mình tu, mình ăn chay niệm Phật, làm hiền làm lành, rồi mình có tiền mình làm phước, đó là tu rồi đó. Chứ không phải là cô nói đây, rất là nhiều người cũng có điện hỏi cô tu vậy rồi như ở nhà có chồng có vợ rồi sao được. Cô nói được, tu là mình tu cư sĩ tại gia mà, đâu phải mình xuất gia đâu mà sao. Mình xuất gia là mình phạm giới là không được. Còn mình tại gia, mình làm hiền làm lành, mình mằn cực khổ ra, có đồng tiền mình ăn là được, rồi mình nhín ra mình làm phước là được, không có gì là phạm giới hết à. Còn cái người xuất gia, người ta đã xuất gia cắt ái ly thân, người ta nếu mà ta có vợ bồ bịch lăng nhăng gì là ta phạm giới. Còn mình là tại gia không có gì là phạm giới chứ. Mình có chồng có vợ mình tu mà, đồng vợ đồng chồng cùng tu à, chứ không có gì. Nên là có mấy đứa Hàn Quốc nói cô ơi, rồi tu nhảy sức kem đúng không cô, không mắc cử được luôn con, không có gì chứ á, sức mỹ phẩm đúng không cô, được. Tại vì mình tu ở đây á, là cô nói rất là rõ cho bà con trên cộng đồng biết. Còn trẻ thì có chồng có vợ là tu với cùng tu là mình được ăn diện, mình bất cứ mình làm việc gì không có hại người là được. À, ví dụ như giờ con mượn tiền ta con giật, con không trả con chữ ta là không được. À, rồi con á, là hoặc là con có chồng mà con có đi bầu là không được, có cặp bồ là không được. Nói vậy đó. Còn mình tại gia mình vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sinh hoạt vợ chồng, nhưng làm hiền. Làm hiền là gì? Ví dụ con ăn làm được trong cái tháng này dư đỉnh con nhín ra con đi bố thí. Đó. Rồi con không có làm cái gì có tội chân là được. Con sợ sức mỹ phẩm con tội. Không có tội. Con không có tội, con đừng sợ. Tội nghiệp nhỏ nó trước rồi nó nói con sức mỹ phẩm con sợ tội, con nó không có tội. Con cứ yên tâm đi, cái nào có là cô dạy con liền, cô chỉ liền à. Chỉ cho con là con làm có tiền ha, con nhất là cha mẹ nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Ví dụ như con làm có tiền con gửi về nuôi cha mẹ mình, cha mẹ mình đau ốm mình lo đó. Rồi cái ngoài ra cái dư giả nữa đó, cha mẹ mình lành mạnh khỏe phắn thì mình dư thì mình thành phước ở ngoài đó. Chứ không có cái gì hết. Rồi con đừng có làm cái gì là có tội. Mình sát sanh nè, tội sát sanh là tội nè, tội tà dâm là tội nè, tội dụng ngữ là tội nè, là ba cái đó mình không làm. Dụng ngữ là như mình nói thêm nói bớt, mình dốc láo mình lường gạt người ta ra là gọi dụng ngữ. Còn là sắc sanh thì mình giết hại là tội. Thì trong sấm giảng thầy nói tội thứ nhất là tội tà dâm, là tội dụng ngữ, là tội bất hiếu, là ba cái tội đó là nặng nề nhất. Mà mình tránh được ba cái tội đó rồi thì con cũng nhẹ rồi, con biết có tiền cái con làm phước, con làm giúp đỡ người nghèo người khổ, đó là được rồi. Trong cái kỳ này mà trông cho các con ở dưới trần này mà được như vậy là cũng đem về hết luôn, mà không phải người nào mà cũng được như vậy đâu. Người ta nói không có gì hết, chết là hết, ít được người như vậy, được như vậy là cũng đem về luôn. Bây giờ ha, cha mẹ, Phật tổ, Phật thầy, trông chờ
cho chúng sanh biết quay đầu. Biết quay cái đầu đây là bờ lỡ vô là vớt liền. Vớt liền chứ không có để. Bởi vì là Phật thì thương tất cả chúng sanh thương. Đâu có phải mà cái lòng từ bi bác ái đại đồng, đâu có muốn ai khổ. Chẳng thà Phật khổ chứ không để chúng sanh khổ. Mà trông chờ biết quay đầu một cái là lậu vô bờ là vớt liền. Đó. Mà chúng sanh chưa có quay đầu. Quay đầu là bờ, mới gọi là quay đầu là bờ. Mà chưa có quay. Nếu bây giờ chúng sanh đi quay hết đi nghe. Cô nói cái này là trong lời Phật cũng nói ra luôn nha, chứ không phải như không một cô nói đâu nha. Phật nói á, nếu chúng sanh biết quay đầu thì thế giới này có thể là không chiến tranh, có thể là không có bệnh chết. Đó. Mà không có được ai quay, nên là phải có chiến, phải có giặc giả thôi. Cũng nó cạn kiệt. Bây giờ cô cũng chia sẻ đây là bà con gán nghe. Chỉ lại thêm căng. Hai cái câu mà nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì chí mới là liễu mai đó cô Năm. Có phải là thầy sợ là do tín đồ của thầy bị lãng quên hay là bị sao lãng không à? Sao thầy lại nhắn nhủ như vậy cô Năm? Như về cái câu mà thầy nói á, tu hành trì chí mới là liễu mai, có nghĩa là tu là phải tu thật tâm. Yeah. Chứ không phải là quên, cũng không phải là sao lãng, mà có nghĩa của người tu rất là đúng nhưng mà cái tâm không đúng, cũng cúng lại, cũng ăn chay, cũng là nói pháp giảng của thầy là rất là thông thạo nhưng làm không đúng. Là bởi vì thầy nó tu trì trí đó, trì cái trí mình cho nó đúng, cái tâm mình từ bi, cái tâm mình làm sao cho nó ngay như cái đàn thầy là mới có liễu mai thôi. Mà con làm nó công quẹo rồi là khôi khỏi có liễu luôn, không có mai nữa. Yeah. Đó, nên là thầy mới nhắn lại bổn đạo gần xa, gán tu hành trì chí mới là liễu mai. Thầy nói gán đi trong bổn đạo, gán tu cho đúng, cho ngay, cho thật thì mới được liễu mai. Mà còn chưa có ngay thật là không có liễu mai luôn. Nhắn lại bổn đạo gần xa, tu sao cho được đứng ngồi tòa sen, mà tu sao xuống địa ngục. Có nghĩa là tu không phải là mình cúng lại, mình ăn chay là được, mà cộng vô rất là nhiều. Nếu một tín đồ Phật giáo hòa hảo của Đức Thầy thì rất là, nếu trường chay là tốt, cúng lại cũng là tốt, là hai điểm. Điểm thứ ba là phải làm cho đúng cái việc của mình làm, không nói sai lời, không lợi dụng, làm những việc không đúng với lương tâm, lường bạn bè, lường gạt bạn bè, làm những việc không đúng. Đó, bây giờ lợi dụng cái lòng từ bi, ví dụ như là người này cũng tu, người này cũng tu, ai cũng tu, mà lợi dụng cái lòng người này tu thật tâm, còn cái người này không thật tâm, lợi dụng làm một cái việc gì đó lận lường trong đó, à, tất nhiên là không có thật tâm. Cũng tu đồng hành tu nè, người này cũng tu, cũng để tóc, cũng ăn chay, cũng cúng lại, cũng đúng như cái giáo lý của thầy dạy, cái bề ngoài là đúng hết trơn luôn, nhưng mà trong tâm lại là khác. Lợi dụng cái lòng từ bi của người này, hai người mà một người từ bi, một người không từ bi, bề ngoài đúng giống nhau nhưng bên trong là muốn lợi dụng một cái món này để mình kiếm một ít tiền gì đó là mình không đúng rồi. À, ví dụ giờ cái người bạn này đi, mình cũng nói ví dụ cái người bạn này tin tưởng cái người này đồng tu với nhau, mới nhờ cái người này đi mua một cái gì đó, dùm một cái món gì đó. Ví dụ trên thị trường ta bán là 10 triệu đi, người này về nó 11 triệu. Cái người này cũng đâu có biết là đó là không đúng với lương tâm. Cái lương tâm mình là thấy là nó không đúng rồi thì tự mình cũng biết rồi, nên là phải tu cho đúng, tự mình biết, tự mình sửa, chứ không có ai biết mà sửa cho mình, chỉ có Phật mới biết thôi. Đó nên là thầy mới nhắc mình, nhắc bổn đạo gần xa, tu hành trì chí mới là điểm ngay. Cái câu đó là gắt
cắt cung bổn đạo. Nếu mà ai trong tín đồ bổn đạo Phật giáo bảo phải nghe cái câu này cho kỹ để gọi làm cho nó đúng. Dầu cái việc đó mà nó có lợi nhuận thêm 5 triệu 10 triệu cũng không làm. Là mình làm mà mình lừa đảo bạn bè, mình lừa gạt đồng lợi của mình là mình không làm. Tự mình biết đó là tu cho đúng. Đúng từ việc nhỏ tới việc lớn. Ví dụ bây giờ làm việc thiện nè, cũng vậy. Làm người ta gửi bao nhiêu, làm đúng bao nhiêu, rồi mình làm cho thấy lương tâm mình đúng rồi, giờ cho có ai nói gì thì mình nói tôi làm rất là đúng. Nhưng mà quý vị không có tin thì tôi giải ơn trên trời Phật cha mẹ cũng xem xét cho con, bị chờ Phật biết là được rồi. Thì từ cái chỗ mà tâm mình thành lòng, mình là thành tâm để mình làm các việc trong cái xã hội này cho nó đúng, thì ơn trên sẽ hộ giá mình làm rất là tốt, không có cái gì trở ngại. Mặc dù ở ngoài xã hội có người này nói người kia nói chứ không có sao, còn mà con làm không đúng đi, ở ngoài không nói chứ trên là cũng làm cho mình không có làm được nữa đó. Còn mình làm việc ngay thẳng đi, đúng rồi đó, có chư thần độ mình. Bởi vì thầy cũng nói làm ngay thẳng có thần độ cho đó, là cái câu đó có nên thầy mới nói. Bởi vì mình tin tưởng vào cái Phật pháp, mình tin tưởng vào cái chân lý, cái giáo lý của Phật, của thầy, rồi mình làm cho nó đúng thì không có cái gì mà trở ngại đối với mình hết. Còn mình làm gian dối ti gần thế gian không biết, như Phật biết, ở trên biết hết. Bởi vì mình làm cái gì cũng vậy, nên là tín đồ phải tu đó, tu cho đúng đó là như vậy. Phải tu mà cho chắc cây thật ngay thẳng như một cây đằng cày mà đứng sận vậy, là đến đó mới có giờ vừa hồi hôm qua được. Cái quẹo 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 là không có được rồi. Con quẹo là rớt hết trơn luôn. Hết luôn. Ừ. Rồi có thêm đoạn giảng như vậy. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh lầu đài quốc dương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính tòa trương cung sáng. Niệm Phật nào đợi mùi hương. Có nghĩa là con người mình có tâm của Phật thì lúc nào cũng được. Chứ không phải cần là mình phải vô chùa đốt đúng nhà, rồi hay sao? Thầy nói cái này là ý nghĩa như vậy. Thầy nói niệm Phật không đợi mùi hương ha. Đấy. Là có nghĩa là mình đi đâu, bất cứ ở nơi nào, tâm mình thành kính thứ nhất, tâm mình thành Phật là thứ nhì, làm bất cứ việc gì là ngay thẳng, không có sợ gì hết. Không cần phải lợi chánh điện mà nguyện, mà con nguyện đi nhưng là con làm không đúng cũng không ai chứng đó. Nên là thầy cũng có nói cái câu này tiếp theo nữa, là thầy nói ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Thì có nghĩa là mình làm việc gì, bất cứ những việc gì là mình sửa cái tâm mình. Sửa là sửa cái tâm cho ngay thẳng, cho hiền lương, không dốc láo, không dụng ngữ, không gì hết là sửa đó. Là mình không có cần đợi lại hay là phải quỳ hương, là phải chánh điện nghiêm chỉnh, chánh điện hương khói nồng nàn, mà tâm không có nồng nàn ai chứng. Còn mình đi đâu, mình dù đứng dù ngồi, mình làm bất cứ việc gì, nhưng tâm mình lúc nào cũng soi lại, xét sửa tâm mình, rồi mình cũng tưởng nhớ Phật, niệm Phật để làm chi? Niệm Phật để mình nhớ 6 chữ Di Đà để cho mình sửa cái tâm mình cho nó đúng theo cái lời Phật dạy. Là nên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tâm mình làm đúng 6 chữ của Phật dạy. Là mình nhớ cái 6 chữ này, mình không làm gì sai trái Phật dạy mình đó. Nên là mình niệm Phật. Rồi thứ nhì, mình niệm Phật mà mình làm đúng thì có chư thần thì hộ giá. Mà Đức Di Đà nhìn xem khắp cõi, nhìn xuống thấy mình tâm thành thật mà niệm danh hiệu của Ngài, thì tất nhiên mình muốn làm sao cho giống Ngài, thì tất nhiên Ngài đổ mình rồi. Mình an nhiên tự tại, mình không có lo phiền gì hết. Còn cái này nha, cũng lại cũng đúng giờ nha, ngay giờ giáp. Nhưng mà cái tâm nó không có giờ giáp, nó sai dịch hết, thì đâu có ai chứng. Không có ai chứng.
cũng như cúng lại thì theo giờ giấc đúng buổi đúng sáng. Cúng lại thì cũng cúng lại dữ lắm, nhưng mà cái tâm không chịu sửa, không có sửa. Bây giờ thầy nói rằng rất là kỹ, tu thì phải sửa, phải hành. Tu mà không có sửa, không có hành thì làm sao? Thầy nói tu mà không có hành, hành bất chánh người đời mới nói. Không hành theo giáo lý của thầy mà đi hành cái chuyện khác thì cái người đời tới năm này ông tu mà ông làm gì đâu, không mà ông làm chuyện tham lam tham mô gì đó không, rồi đâu có ai chứng. Hành là phải hành cho đúng cái giáo lý của thầy dạy, hành đúng những gì Phật đã dạy cho mình thì mình hành, còn mình hành mà mình làm chuyện khác hành bất chánh. Cũng như bây giờ mình nói ví dụ đi, như một vị nhà sư xuất gia vô chùa mà còn đi là xâm phạm tăng ni là tất nhiên là bất chánh rồi. Đó, hành bất chánh này thì ta mới nói không chứ hành chánh thì ai nói. Đó, là cái câu này là bây giờ thầy mới nói hành bất chánh người đời mới nói. Mình hành đúng giáo lý đi rồi ai nói mình, không ai dám nói mình hết luôn. Rồi mình bất chánh ta có thể chửi mình luôn chứ nói còn nhỏ ít. Vậy nên là thầy nói tu thì như cây cảnh khến, đục với đẽo biết nó cũng tròn, mình sửa. Cái con người mà ai mà đâu có trọn vẹn được, nhưng phải sửa. Tu là phải sửa, phải hành, sửa ngày miếng miếng. Dù bên nay tôi làm không có thấy, không có được, tôi biết tôi làm hơi sai, ngày mai tôi sửa lại một chút, ngày mốt tôi sửa một chút, sửa viết. Tâm mình nó tốt, nó thuần lương, bác ái, đại đồng, biết thương người, không hại ai. Cho mình sửa hoài hoài, để cái tâm mình nó sẽ ra từ bi. Còn mình mà không có sửa đó, mình cứ tu mình ấy vậy à. Tu mà không có sửa thì cũng như không. Như mình không tu, có tu không sửa là cũng như tu theo lối cũ. Tu theo lối cũ mà gần Nghiêm Dương đó là cũng biết tu mà. Cái đó là khác nha, cái này như vậy nó mới là cái đúng với cái câu của thầy nói. Tu theo lối cũ mau gần Nghiêm Dương là những người tu mà dĩ đoan mê tín, rồi cũng như là đốt với tiền vàng bạc, rồi thầy chùa tụng kinh gõ mõ rồi đi coi bói coi thầy ông lên bà xuống, rồi là tin tưởng theo thầy bùa. Đó, là ngày xưa là thần tú đó, gọi là thần tú đó, mượn kinh lưng tụng mướn lấy tiền đó, chứng giảng thầy cũng có nói là ngày xưa là ưa là lợi như là muốn cầu nguyện gì cho cha mẹ cái mướn thầy chùa để tụng kinh, mà mấy thầy chùa đó là mượn cái kinh này nè. Bởi vì thầy đức thầy mình mới nói là mượn kinh lưng tụng mướn lấy tiền đó, là tụng cái 1 triệu bạc, ví dụ như thời kinh đó là 1 triệu 2 triệu đó, là tu theo cái lớp cũ là mấy thầy chùa tụng kinh đó. Mà mấy ông đó ăn mặn không mà con cô biết luôn. Cái chùa ở Gạch Giá đấy em, là ông sư đó có vợ luôn, có con luôn ở trong chùa đó. Rồi giá là đi tụng kinh. Tụng kinh là một cái đám ma vậy là nhiêu tiền đó, là mượn kinh lưng tụng mướn lấy tiền đó. Là cái thầy mình nói là nói cái đó đó. Theo thằng Tú ngày xưa đó, ở lúc mà Phật tổ mà nhập Niết Bàn là cũng mấy ngàn năm rồi, vắng bóng là không có một vị Phật nào lâm phàm xuống, rồi nên là người ta không có biết. Rồi người ta tu theo mấy ông sư đó đi tụng kinh này kia, rồi đâu có hiểu là như vậy là mình tụng kinh mướn rồi mình lấy tiền có tội đâu, không có biết. Rồi bây giờ cũng không chịu là để nghe sấm giảng của thầy đâu, mấy ông thầy dụ đâu có nghe sấm giảng của thầy, rồi cứ làm theo vị hoài, rồi chúng sanh mình nè, rồi cũng là mê muội, rồi cũng nghe theo đó, là tu theo lớp cũ đó. Cũng về nhà cũng cúng lại cũng ăn chay niệm Phật mà đi theo mấy ông đó là dĩ đoan không à. Mấy ông nói bây giờ là đốt cái tiền là bao nhiêu đó là cha mẹ được là siêu thoát, mà thầy mình dạy không có nói cái đó à, thì theo lớp cũ đó. Rồi còn thầy nói là thay vì giấy tiền vàng bạc đó mình mua đó để mình mua gạo mình cho người nghèo là mình có đó được phước, còn mình đốt ra thì nó không có phước mà không có xài được đó, thì không có chịu nghe, phải theo cái lớp cũ hoài, theo thằng Tú đó, kêu bằng thằng Tú hồi xưa đó. Dạ rồi, cảm ơn cô Năm sớm giờ cũng chia sẻ Phật pháp. Để kết thúc cái video này thì mong cô Năm gửi lời chào đến bà con. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay cô Năm cũng chia sẻ, hôm trước giờ cũng ít lên clip dữ lắm, tại Dương Cầm nó bận rộn thì cũng lên chút đỉnh để mà chia sẻ với bà con. Thì mong bà con cô bác trên cộng đồng và quý vị
nghe được cái lời của cô thì sửa được, làm được bao nhiêu thì làm theo, còn nếu không thì bà con, cô cũng mong bà con cũng mình mới suy nghĩ và nhận xét cho nó chính đáng rồi để mình làm theo cho nó kịp. Hậu Long Hoa cô cũng chúc cho bà con á, cô bác trên cộng đồng á, và quý vị á, thì mong mỏi các quý vị cũng gắng tu, chứ cô cũng không có ý nghĩa gì mà cô lên clip đây cô nói là bằng cái tấm lòng chân thật của cô Năm, vì cô cũng có một cái sứ mệnh để phải gắng nói nhiều hay nói ít thì cũng phải nói, chứ cô cũng không có nghĩ nói được, nên là cô mong bà con thông cảm cho cô Năm, những gì tốt thì nghe, còn những gì không được thì quý vị bỏ qua. Cô cũng mong cho các quý vị trên cộng đồng trong nước và ngoài nước gắng tu hành cho tinh tấn trên con đường tu tập của mình được tiến lên, để sau này huynh đệ đồng đạo mình sẽ gặp nhau tại Hội Long Hoa. Cô chúc cho bà con trên cộng đồng rất nhiều sức khỏe. Nam Mô Di Đà Phật.